Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho bài tập 3.31 trang 69 sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp, mở ngoặc nhọn x thuộc z sao cho âm 25 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 25, đóng ngoặc nhọn. Minh trả lời ngay bằng 0, em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không? Rồi để giải thích cho việc tại sao mà bạn Minh tính nhanh như thế này thì đầu tiên cô sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp x thuộc z sao cho âm 25 nhỏ hơn x nhỏ hơn bằng 25 trước để các em có thể hình dung rõ hơn về các phần tử của tập hợp này. Vậy đây cô có này, cô sẽ đặt tập hợp này là tập hợp A. Đầu tiên là cô sẽ viết lại tập hợp. Rồi, đấy, bây giờ cô sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp này. Suy ra A sẽ bằng âm 25 này, chấm phẩy âm 24 này, chấm phẩy âm 23, chấm phẩy chấm 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 cho đến số âm 1 này, số 0 này, xong lại đến số 1 này và tiếp tục 23, 24 và 25, đúng chưa ạ? Đấy, rồi như vậy là các em đã nhìn thấy rõ hơn về các phần tử của tập hợp này rồi đúng không? Đấy, bây giờ là đề bài yêu cầu chúng ta là phải tính tổng của tất cả các phần tử của tập hợp này. Thì các em sẽ nhận xét cho cô này, ở đây trong tập hợp này sẽ bao gồm các cặp số là hai số đối nhau. Ví dụ âm 25 và 25, đấy, âm 24 và 24, âm 23 và 23, tương tự cho đến âm 1 và 1. Và cuối cùng là chỉ lẻ ra số 0 thôi đúng không ạ? Và chúng ta nhớ lại cho cô về số đối, hai số đối nhau thì sẽ có tổng bằng 0 đúng không ạ? Rõ ràng nếu như chúng ta ghép các cặp này vào với nhau thì chúng ta sẽ được tổng của các cặp này bằng 0. Vậy thì sau khi tính tổng của tất cả các cái số này vào với nhau thì chúng ta sẽ được kết quả này sẽ bằng 0. Đó là lý do vì sao mà bạn Minh trả lời nhanh là được kết quả là bằng 0 đúng chưa ạ? Vậy ở đây cô sẽ đưa ra lời giải thích cho bài tập này. Bạn Minh trả lời nhanh như vậy vì trong tập hợp đã cho ta đều ghép được hai số đối nhau. Đấy, cụ thể này, âm 25 ghép được với 25 này, âm 24 ghép được với 24 này, cho đến âm 1 đến 1 đúng không ạ? Đấy, ví dụ âm 25 và 25 này. Đấy, âm 24 và 24. Tương tự như vậy, có âm 1 và 1 đúng không? Đấy. Mà tổng hai số đối nhau thì bằng 0. Do vậy, nếu mà không tính đến số 0 này, các số còn lại chia thành từng cặp có tổng bằng 0. Đấy, các số còn lại chia thành từng cặp có tổng bằng 0 đúng không ạ? Hay nói là các số còn lại nhóm lại thành từng cặp có tổng bằng 0 đấy. Do đó, tổng của chúng sẽ bằng 0. Rồi như vậy là với kiến thức về hai số đối nhau thì cô và các em đã vừa giải xong bài tập 3.31. Em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em một tập tốt.